Chào mừng các em nhỏ đến với những câu chuyện của Panda. Tại sao lợn lại thích ngủ nướng? Sóc con và thỏ con đến chơi với lợn con. Thỏ con lay lay người lợn con gọi: "Này lợn con, dậy đi, chúng ta cùng chơi đi." Thế nhưng lợn con chẳng động đậy gì cả. Sóc con nhảy lên giường của lợn con hét to: "Dậy đi, mặt trời lên tới đỉnh đâu rồi?" Lợn con trở mình, lười biếng trả lời: "Tớ rất buồn ngủ, để tớ ngủ thêm chút nữa đi." Ông dê núi đi ngang qua nghe thấy thế, cười nói với sóc con: "Lợn con bẩm sinh đã thích ngủ nướng rồi, cháu đừng làm phiền nó nữa." Hóa ra trong não của lợn có một loại chất có tác dụng gây tê. Dưới sự kích thích của chất này, lợn sẽ thường xuyên ở trong trạng thái nửa thức nửa ngủ. Ngoài ra, lợn còn rất sợ nóng, không thích vận động, cho nên lợn thích ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Ôi, loài lợn thật lười biếng phải không các em? Và bây giờ hãy cùng Bin tìm hiểu thêm những chi tiết thú vị về loài lợn nữa nhé. Lợn là một loài động vật thông minh, sau khi nó trải qua huấn luyện, có thể thực hiện các kỹ xảo và động tác giống như chó. Nó còn có thể đảm nhiệm công việc cảnh vệ mà tiếp thu và nắm bắt động tác còn nhanh hơn chó cơ. Trước khi lợn chưa bị con người thuần hóa, lợn hoang luôn dùng mũi, mõm dũi đất, ăn rễ và củ thực vật. Chính vì xuất phát từ nhu cầu tìm thức ăn sinh tồn, lợn nuôi dưỡng thói quen ủi đất. Cho dù là sau này bị thuần hóa thành lợn nhà vẫn không thay đổi thói quen này. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở những câu chuyện lần sau.